giới thiệu luật chơi cho hai anh chị nha. Dạ. Dạ. À, giới thiệu xong rồi có nhớ không? Nhớ vụ gì? Anh đừng lo, giới thiệu không nhớ em nhắc giùm cho anh. Anh em mình lúc nào cũng đoàn kết vậy yêu thương nhau mà. Anh em mình sẽ đoàn kết với nhau. Giới thiệu trước đi. Ủa chị đổi nón chi mà lủng lỗ. Đội cho có kiểu á, đội lông lưới. Trời ơi trời, cái đó tôi mua tỷ mấy á. Nữa nổ nữa, nổ nữa. Ngoại chưa? Ê, 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 hả? Mày đâu hả? Đi dẫn chương trình. Nhớ ngoại chưa? Ở ngoài ghẻ mà. Ngoài trong phim thôi. Ở ngoài đời giàu mà không có nhận hai người. Ồ, chảnh nghe bay. Ê Phan vậy thôi hả, dẫn chương trình gì vậy? Chương trình lớn lắm, chương trình được ăn cả ngã gì không? Tao thi được không? Ê ổn rồi nghe, không bèo, dẫn nghe. Bèo quá, bèo quá. Vậy à? Thì chương trình dành cho những ngôi sao, đồ danh hài tham gia mà. Nhưng mà tôi ở dưới quê là tôi là ngôi sao á. Ủa nếu như vậy là giữa chị với Bảo Trung bây giờ hai người sẽ đối đầu với nhau? Dạ đối đầu. Ôi thôi xin lỗi nghe, nãy nói đoàn kết giờ không có chuyện đó đâu. U là anh em mình sẽ đoàn kết với nhau, anh em mình sẽ đoàn kết với nhau. Thì trời, nghĩ sao tôi chọn kế toán trời. Kho này phải bỏ xả gì vậy? Dạ, dạ. Cái này xả hả? Dạ không, cái này là đậu bắp. Trời ơi, chú nhỏ lên đâu biết đậu bắp. Cháu này biết khờ nữa. Bộ sản phẩm tăng chiều cao Fitin hiệu quả nhờ chứa bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Ủa mới làm ai làm gì cái này dơ dữ vậy? Bắt đầu làm từ đây đi. Sao hả? Ông bắt đầu đứng lên em la đi, tôi chỉ cho ai mà làm dơ. Rồi sao nữa? Nè ba. Cái gì á? Dơ không? Dơ. Rồi bây giờ bắt đầu lao lên cho tôi coi. Lao lại đi. Rồi sao nữa? Thôi. Rồi ông leo lên. Không. Ông leo lên thì dơ lại. Rồi ông lao chỗ này. Rồi ông leo lên thì dơ lại. Ông lao tới ngày mai cái bà này vẫn còn dơ, vẫn còn cái dép của ông, hiểu chưa ông nội? Lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi lấy tôi làm gì? Trời ơi, ngồi đi. Hồi lúc lấy tôi ông nổ quá mà. Bây giờ bắt tôi phải dọn bàn, dọn ghế gì đó. Giờ mình làm công cho người ta, hiểu không? Hồi đó xa luôn, nói tôi giàu lắm. Mở quán rồi nữa trời. Đó, ông cứ vậy không à. Ờ vậy, cái thằng không biết chừng nào mới gặp được cái thằng cháu mình. Ôi, nó đi đông đi tây giờ mà không biết nó làm gì nữa. Không biết nó sống khổ sở hay là giàu có, nó không hiểu. Thì đó. Nghe đồn mà nó giàu lắm á, chứ không phải là nghèo đâu. Giàu lắm hả? Đúng ra nó giàu, nó phải về kiếm tôi chứ, đúng không? Thì đúng rồi, nó mẹ. Tôi không ngoại nó mà. Khách tới. Ai nổ đồ, ai nổ đồ, đồ. Ông ngoại nè. Ngoại gì ông già? Ngoại là con. Ngoại gì? Ông ngoại nè, nhớ không? Nổ. Nhớ không? Hả? Bà ngoại. Hả? Nani. Vô bà ngoại của con trai này nè. Ủa anh vợ của ổng nè. Ngoại gì đâu có ngoại. Ê, ngoại có nổ, nổ. Đâu ngoại là con. Đâu phải tin nổ. Vậy tôi ngoại không ra. Không ra. Đâu. Gì? Không có đâu. Nhớ rồi, nó không giận ra ổng rồi. Kể từ ngày á, tao với bả đó kết với nhau thì tao bả bị không cho tao để đâu nữa. Thôi đi. Ung bả mới nó nhận nhột á. Nhà có dân mà. Không nhận ra thiệt hả? Không nhận ra. Đi làm MC dẫn trình thôi. Trời ơi. Không quen mấy người mà khổ khổ gì đâu. Ồ quá. Nhận nhớ chưa? Nhận chưa? Khổ quá. Nó nhận ông rồi anh ơi. Ê. Nhớ ngoại chưa? Ê. Hả? Mày đâu hả? Đi dẫn chương trình. Nhớ ngoại chưa? Ê. Ngoài ghẻ mà. Ngoài trong phim thôi. Ở ngoài đời giàu mà không có nhận hai người. Chảnh nghe bay. Ê Phan vậy thôi hả, dẫn chương trình gì vậy? Chương trình lớn lắm, chương trình được ăn cả ngã gì không? Tao thi được không? Hai anh chị thi hả? Được không? Ê ổn rồi nghe, không bèo dẫn nghe. Bèo quá. Vậy à? Thì chương trình dành cho những ngôi sao, đồ danh hài tham gia mà. Nhưng mà tôi ở dưới quê là tôi là ngôi sao á. Ngôi sao luôn à? Chủ nhà trọ là biết cỡ nào rồi, lĩnh rồi. Chơi đồ thấy không? Chơi đồ. Đồ xịn. Giờ người ta hồi đó ta chửi vậy nè. Rồi. Nói chứ thấy anh chị nghiệp quá, lên để lát rồi có nhiều món ăn lắm. Dạ, xin chào quý khán giả của chương trình Được Ăn Cả Ngã Về Không. Dạ, hiện tại thì Khương vừa
anh Bảo Trung với lại chị Phương Dung đang có mặt ở 254 đường Hoàng Diệu 2 ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, để ghi hình chương trình Được Ăn Cả Ngã Về Không. Và hồi nãy giờ thì trời mưa cho nên hai anh chị diễn chung lâu đó, tự nhiên nhớ ngày buồn quá ngồi diễn chơi cho vui chứ mà đâu diễn chơi. Diễn thôi. Dạ rồi, thôi giờ mà anh chị lên trên ha, trời cũng tạnh tạnh mưa rồi. Thôi mình lên ghi hình nha anh chị. Rồi đây anh. Dạ. Bây giờ em giới thiệu cuộc chơi cho hai anh chị nha. Dạ. Dạ. Giới thiệu xong rồi có nhớ không? Nhớ vụ gì? Hả? Anh đừng lo, giới thiệu không nhớ em nhắc giùm cho anh. Anh em mình lúc nào cũng đoàn kết vậy với nhau đi, mà đi. Anh em mình sẽ đoàn kết với nhau. Giới thiệu đi. Ủa chị đội nón chim mà lủng lộn. Đội cho có kiểu á, đội nón lưới. Trời ơi trời, cái đó tôi mua tỷ lấy á. Thế hả? Nổ nữa. Một lát á, ở trên sân khấu mình sẽ xuất hiện 5 người. Mà 5 bạn này là làm ở trong quán. Nhưng duy nhất chỉ có một bạn là đầu bếp thôi. Đó, nhiệm vụ của hai anh chị là trải qua 3 vòng. Thì hai anh chị phải đoán xem cái bạn nào trong 5 số bạn này là người đầu bếp. Nếu mà anh chị đoán đúng thì anh chị sẽ được bạn đó nấu cho một cái bữa ăn thịnh soạn. Rồi quan trọng là mình sẽ được thắng được một chiếc ghế massage KLC. Đó, về mình nằm mình thư giãn sau những cái giờ mà đi quay phim cực nhọc. Còn nếu mà anh chị mà đoán sai thì trong đó có bạn là tập vụ, có bạn là đồng nghiệp bảo vệ, có bạn là giữ xe, đó có bạn là rửa chén gì đó. Thì các bạn sẽ nấu cái món ăn đó thì chị cứ tưởng tượng đi. Dạ, phải ráng mạng luôn. Còn trường hợp hai anh chị mà đoán cùng một người thì cái người đó sẽ chọn về anh hoặc là chị. Đó. Ủa nếu như vậy là giữa chị với Bảo Trung bây giờ hai người sẽ đối đầu với nhau? Dạ đối đầu. Ôi thôi xin lỗi nghe, nãy nói đoàn kết giờ không có chuyện đó đâu. Anh em mình sẽ đoàn kết với nhau. Chị trời. Dạ còn bây giờ là để mở màn cho chương trình hôm nay thì mời quý vị khán giả xem một tiết mục hài của anh Bảo Trung với chị Phương Dung. Bỏ. Không diễn hả? Bỏ vụ hả? Diễn không hài hả? Nhưng mà bây giờ vậy đi, anh phải cười cho khán giả coi nụ cười đặc quyền của anh đi. Không phải chị Dung mới cười được chứ. Phải à? Dạ còn mấy hai người nữa mới vòng một à, vòng giới thiệu mà. Rồi biểu diễn đi, biểu diễn trước khi giới thiệu đi. Nè dạ, em làm nghề gì? Dạ em là ảo thuật gia. Ảo thuật gia, anh chị tập trung nha. Đây là bàn tay không. Nè anh chị quan sát nha. Nè ảo thuật giỏi lắm á. Dạ. Ghê chưa? Bảy tử mặt căng. Em chưa bao giờ coi được một tiết mục ảo thuật mà nó hồi hộp mà nó ly kỳ mà nó hấp dẫn mà nó vậy. Đỉnh của đỉnh luôn á. Bắt đầu luôn á trời. Giới thiệu con tên là Hoàng. Con biểu diễn ảo thuật được 12 năm rồi. Hiện giờ con vừa đi biểu diễn ảo thuật và là vừa đầu bếp. Cái công phu đó là phải 12 năm mà mới diễn được chứ mà. Cái công phu biến ra hai ngón tay đó hả? 12 năm. Nãy là vậy nè, xong tự nhiên ấy cho xong quay hai ngón vậy luôn. 12 năm. Quê đâu? Dạ quê ở thành phố ạ. Thành phố hả? Mà làm ở đây lâu chưa? Dạ có làm đây lâu lắm rồi ạ. Có vợ con gì chưa? Dạ con chưa vợ con gì hết ạ. Dạ có người yêu chưa? Dạ cũng chưa luôn ạ. Có để ý nào trong hai bé này không? Dạ không ạ. Không ạ. Không mà sao suy nghĩ lâu vậy con? Nói thiệt nha. Dạ nói vậy là người ta buồn đó nha. Đấy cái bên kìa xiết kìa, bên xiết bên ảo thuật lấy nhau được hả? À. Giờ tới bàn xiết, học xiết ta cần không gian, con qua đây đi. Xiết cần không gian á, đó nè dần dần nguyên không gian cho bé nè. Ngày xiết là ngày phụ của con đi kiếm cơm thêm vào buổi đêm. Dạ kiếm cơm đi. À, quý khán giả thân mến, anh Bảo Trung với lại chị Phương Dương thân mến, là tiết mục xiết này nó rất là nguy hiểm, đề nghị là mọi người không có làm theo. Bậc phụ huynh mình ở nhà mà có con nhỏ cũng không cho nên xem cái tiết mục này và đừng có làm theo nha. Rồi con biểu diễn đi con. Độ dài nó chắc gấp ba con á. Bây giờ con sẽ biểu diễn với lại sợi dây này ạ. Ok con. Mà chừng tay á. Ủa trời ơi. Hay quá, vỗ tay đi. Đỉnh quá con ơi. Nguy hiểm quá chị. Xong cái này là Bảo Trung mời 4 người đi nấu hàng nha.
luôn cả nhà thơ nữa. Nhà thơ viết nhạc với Bảo Trung. Ờ đỉnh thiệt chứ. Cái này là ở nước ngoài là người ta đi bắt từ tòa nhà này qua tòa nhà kia, còn này bạn này bắt từ viên gạch này qua viên gạch kia đi rất là nguy hiểm. Hồi nãy em còn anh Trung sợi dây bên này à. Em sợi dây này cầm xuống kia bắt lên đi ngang qua từ đây qua đây thử không được không? Mình chịu không nổi. Dạ chị không có đủ cái sức để chị chịu á. Vậy hả? Dạ. Con giới thiệu một xíu về con tên gì? À, dạ con tên là Thanh Phương. À, hồi xưa con xém đạt huy chương vàng Olympic diễn xiếc quốc tế. À, hiện tại là con vừa là diễn viên xiếc vừa là đầu bếp. Hình như là hôm nay anh Trung ngồi đây rồi thu hút là toàn là thánh nổ luôn không cho. Bởi vậy phải là lúc mà quay chùm nổ á mời mấy đứa này mời trước rồi đó. Giờ năm bạn đã có cái phần giới thiệu của nghĩ sao mời giờ nó bỏ cọng rau vô trước rồi vậy mà chọn được hay ghê á. Cuối cùng cũng không chọn được cái ghế massage uổng ghê là uổng chắc thiệt á. Hồi nhà tài trợ không phải mang về nữa chứ ông ơi. Bỏ này vô cho bạn bé kia thì cho anh Trung ăn rau với là hành trước. Bây giờ kệ đi tập nấu đi, mai mốt nấu cho vợ ăn con. Đúng ra mình phải để này nè con, để này nè. Con để cái này nè. Này lên phải nó phải có dây cờ. Nó phải có dây cờ vậy đó ừ. Nó phải có dây cờ. Bò này bò gì bé? Bò Út hả? Kệ ha, bữa nay mình tập làm đi con ha. Mình đợi chín mới ăn phải không? Dạ. Rồi anh là muốn ăn hào chín cho nên em bảo hào trước. Trời ơi cái miếng thịt bò tươm mỡ cơ kìa. Trời ơi cái này mà chấm với cái sốt một cái. Bây giờ nè đi thi bây giờ tôi phải bắt tôi phải phụ nó nè. Nấu luôn hả? Chứ sao chứ lát nó nấu ai ăn. Nó nói lần đầu tiên nó làm kìa. Em thấy hai đứa nó rất là vui luôn á. Thiệt, lần đầu tiên mà được ngồi với một danh hài nghệ sĩ nổi tiếng đâu phải đơn giản đâu. Kỳ này là ba má hai đứa rất hạnh diện vì hai đứa. Còn Tâm thì nó đâu được ngồi với những nghệ sĩ nổi tiếng đâu. Cho nó chừa đi, tối ngày nằm massage không à. Cái này một phần vậy bao nhiêu em? Dạ cái combo bò hào này là 245. Ủa 245.000 hả? Như đây luôn hả? Ngon quá vậy. Rồi bà con cô bác nhớ sau khi xem chương trình được ăn cả ngã về không, mình nhớ tới Super Bò ở 254 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức. Nghĩ sao tôi chọn kế toán trời. Bò này phải bỏ xả gì vậy hả? Dạ. Xá hả? Dạ không, cái này là đậu bắp. Trời ơi, chú nhỏ lớn đâu biết rồi quá. Cháu ngại. Trời biết khờ nữa. Mày ăn được chưa à? Con ăn trước đi. Thôi xin bếp ăn miếng nha. Dạ, ăn miếng đi. Thử thử thôi, thử coi. Nó cảm nhận anh Trung. Cái sốt này sốt gì con? Dạ, sốt cay. Cay á? Cay chứ hả? Sạch chứ vậy? Bé đâu có ngờ một ngày nào được nó ngồi kế danh hài Bảo Trung. Hồi hộp. Tham quá bỏ giờ vô ớt cay quá. Dạ mời anh Trung mời chị Dung. Bò mềm. Này mình thấy ơi. Wow. Em thương anh Bảo Trung với lại chị Phương Dung nhất luôn á. Cho nên là em biết cái số này nè. Mấy ông món này là nó set theo quy trình rồi. Chỉ cần dễ làm. Dạ dễ đấy làm không? Có nghĩa là người đến ăn nhiều khi họ cũng làm được. Không cần phải đầu bếp. Dạ cho nên là các bạn làm. Em nghĩ cái vị đó nó cũng giống vậy thôi à. Nó không có khác gì hết. Chỉ có này nêm nếm cay dạ. Thôi không cay dạ. Thôi ừ, ráng ăn đi, ráng ăn đi mốt gạt nó nhiều nhiều. Bây giờ mình sẽ thử một miếng nước sốt. Ồ cái này mà kẹo kẹo lại chắc ngon lắm tơi. Đúng không? Cái này kẹo kẹo lại đã ha. Cái này mình có thể chấm luôn cũng được. Chấm luôn ha. Chín rồi phải không? Wow. Xin phép. Ngon quá em ơi. Sao anh kia nó kéo xèo xèo bên sền sệt mình nó sền sệt vậy con? Chi á, chi á. Nè sền sệt nè. Quá chi á.
Có sếp cho khách không? Dạ có. Bữa nào sếp cho chú mấy phần coi, chú ở Cà Mau á.